Xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình lại tiếp tục về những cái dòng máy bơm không chổi than và điều khiển tốc độ máy bơm. Và hôm nay thì mình tiếp tục về cái dòng 24V 90W và 24V 33W. Đây là những cái dòng bơm không chổi than trục gốm. Thì nó được ứng dụng trong cái bơm nước tuần hoàn hoặc sử dụng để bơm nước hồ cá, làm thác nước hồ nón bộ, bơm nước tưới tiêu sinh hoạt. Nó là cái loại mà chạy điện DC và điện áp của nó là hoạt động từ 12-24V. Đó là cái điện áp chuẩn nhất là 24. Ví dụ như đây là cái con 24V 90W thì cái điện áp hoạt động của nó là 14-28V. Thực ra nếu mà đấu vào 12V thì nó cũng hoạt động được, nhưng mà điện áp chuẩn nhất là 24, còn 28 thì nó sẽ mạnh hơn một chút. Còn cái con đây là con 33W này thì nó cũng như vậy. Thì những cái con bơm này thì bên mình đã có rất là nhiều video giới thiệu rồi, test rồi. Thì ngày hôm nay thì em chỉ làm video ngắn giới thiệu hàng đã về để các bác biết thôi. Con này thì nó đẩy cao 9,5m này, 9,5m này, lưu lượng 750 lít/giờ này. Con này đẩy rất là khỏe nhé, nhỏ nhưng mà rất khỏe. Con này thì là lưu lượng của nó là 58 lít/phút, khoảng là 1 giờ là 3,5 khối, đẩy cao 10m, 90W. Và đây là chiếc điều khiển tốc độ máy bơm. Con này thì nó thích hợp với lại những cái loại dòng bơm từ như thế này. Dòng cái điều khiển này thì nó hoạt động điện áp từ 12-24V, do đó nó thích hợp với những chiếc bơm không chổi than 24V. Nó điều khiển cái tốc độ và nó làm cho cái máy bơm của chúng ta thay đổi lưu lượng nước ra. Ví dụ như chúng ta thích mà cái lưu lượng của máy bơm nó giảm xuống thì chúng ta sử dụng cái điều khiển này để chúng ta vặn nhỏ lại. Thì đấu nối cái điều khiển này thì rất đơn giản, trên cái điều khiển đã có ký hiệu rồi. Thì chúng ta nếu bạn nào có nhu cầu có thể mua thêm cái điều khiển này về để lắp, để điều khiển những cái máy bơm này để thay đổi cái lưu lượng khi chúng ta cần thiết đó. Và video này thì em xin kết thúc tại đây thôi. Đấy, bác nào mà muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline 0386898366, website là maibommini68.com. Cái loại bơm này thì em nói thêm là đối với con 24V 33W này, cột áp của nó đẩy rất là khỏe, nó ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta lắp vào các cái máy làm mát CNC, rồi là bơm nước tuần hoàn, hay là sử dụng để bơm tưới lốp xe. Ống vào ống ra của nó là gen 21 nên mà lắp ráp liên kết rất là đơn giản, thuận tiện lợi. Nói chung là rất là đơn giản, dễ sử dụng, tiêu tốn điện năng thì thấp, mà cái cột áp và lưu lượng thì khá là tốt. Và em xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.